Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh ủy Hưng Yên trọng thể tổ chức hội thảo khoa học đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Hội thảo được tổ chức trực tuyến ở hai điểm cầu Hà Nội và Hưng Yên. Dự hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La. Tham dự hội thảo còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành của tỉnh Hưng Yên, đại diện thân nhân gia đình đồng chí Tô Hiệu cùng các đại biểu, các nhà khoa học ở trung ương và địa phương. Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh. Đồng chí Tô Hiệu sinh ra trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước và cách mạng tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Từ tuổi thiếu niên, Tô Hiệu đã tích cực tham gia phong trào yêu nước của học sinh. Năm 1930, đồng chí bị thực dân Pháp bắt ở Sài Gòn, kết án 4 năm tù khổ sai, đầy đi côn đảo. Năm 1932, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1934, ra tù, đồng chí bị đưa về quản thúc ở quê nhà. Sau đó, đồng chí tìm cách lên Hà Nội để bắt liên lạc với tổ chức, tham gia tái lập hệ thống tổ chức đảng và khôi phục phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ. Tháng 5 năm 1937, đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ. Tháng 11 năm 1937, được cử làm Ủy viên Thường vụ Liên Xứ ủy Bắc Kỳ, Bắc Trung Kỳ. Đầu năm 1939, đồng chí được cử phụ trách khu B, sau là liên tỉnh B, trực tiếp phụ trách Thành ủy Hải Phòng. Tháng 12 năm 1939, đồng chí bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai, bị giam ở Đề Lao, Hải Phòng, nhà tù Hỏa Lò, rồi bị kết án 5 năm tù, đẩy lên nhà tù Sơn La và hy sinh khi mới 32 tuổi. Để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, trong cuộc hội thảo hôm nay, tôi đề nghị các quý vị đại biểu, các nhà khoa học tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung chủ yếu sau đây. Thứ nhất, đồng chí Tô Hiệu, tấm gương tiêu biểu của người thanh niên yêu nước nhiệt thành đến với lý tưởng cộng sản, sớm kế thừa truyền thống yêu nước văn hiến của quê hương gia đình, chứng kiến nỗi thống khổ của người dân dưới ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến. Đồng chí Tô Hiệu đã sớm hình thành ý chí đấu tranh chống áp bức bất cập. Thứ hai, đồng chí Tô Hiệu, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Thứ ba, đồng chí Tô Hiệu, biểu tượng kiên trung bất khuất của người chiến sĩ cộng sản. Từ một thanh niên yêu nước chân chính nhiệt thành, đồng chí Tô Hiệu đã đến với lý tưởng cộng sản và trở thành một đảng viên cộng sản kiên trung, trọn đời phấn đấu hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng. Hai lần bị kẻ địch bắt, bị tra tấn hết sức dã man, song đồng chí đã nêu cao ý chí bất khuất, giữ vững bản lĩnh cách mạng và khí tiết của người cộng sản trước kẻ thù, kiên quyết giữ bí mật về tổ chức đảng và phong trào cách mạng. Nội dung thứ tư, đồng chí Tô Hiệu, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống văn hiến và tinh thần yêu nước cách mạng, nơi sinh thành và nuôi dưỡng nhiều danh nhân trong lịch sử dân tộc. Sinh ra và lớn lên trong không gian văn hóa tốt đẹp đó, đồng chí Tô Hiệu đã sớm kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống của quê hương Hưng Yên. Đó là những nền tảng quan trọng góp phần hình thành nên ý chí cứu nước, giải phóng dân tộc, đấu tranh vì tự do và hạnh phúc của nhân dân. Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, Hưng Yên là vùng đất có bề dày văn hiến, cách mạng, nhân dân cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Nơi đây đã sinh ra nhiều nhân tài kiệt xuất, có công với dân tộc, nhất là trong lĩnh vực chính trị, quân sự và văn hóa. Trong đó có đồng chí Tô Hiệu, nhà cách mạng xuất sắc của Đảng ta, nhân dân ta. Người đảng viên cộng sản rất mực kiên cường, tận trung với nước, tận hiếu với dân, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hội thảo là dịp để chúng ta tìm hiểu sâu hơn cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú và những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Sáng mãi một cốt cách tinh thần Tô Hiệu, 18 năm hoạt động cách mạng tuy không dài, song những đóng góp to lớn của đồng chí đã góp phần quan trọng vào thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945, giành độc lập tự do cho dân tộc.
tưởng nhớ và biết ơn đồng chí Tô Hiệu, tháng 9 năm 1947, Trung ương Đảng mở lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ trung cao cấp, đặt tên lớp là lớp huấn luyện chính trị Tô Hiệu, tiền thân của trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 78 mùa xuân sau ngày đồng chí Tô Hiệu về nơi vĩnh hằng, cây đào do đồng chí Tô Hiệu trồng tại nhà ngục Sơn La vẫn thắm in những mùa xuân bất tử của dân tộc trường tồn như biểu tượng mùa xuân đất nước vượt qua mọi khắc nghiệt và giá rét của mùa đông. Màu hoa ghi dấu ấn niềm tự hào về tinh thần Tô Hiệu, một người con ưu tú của đất mẹ Hưng Yên. Đánh giá về công lao của đồng chí Tô Hiệu đối với cách mạng Việt Nam, đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng đã viết: cuộc đời đồng chí tuy ngắn ngủi nhưng những cống hiến của đồng chí cho dân tộc, cho cách mạng thật là to lớn. Cùng với những đóng góp xương máu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên, công lao và sự hy sinh của đồng chí Tô Hiệu tô thắm niềm tự hào về miền đất, con người Hưng Yên, miền đất với bề dày văn hiến và anh hùng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, tự hào là quê hương của đồng chí Tô Hiệu, noi gương những công hiến của đồng chí Tô Hiệu đối với đất nước, phát huy tinh thần Tô Hiệu và vận dụng sáng tạo tinh thần ấy trong sự nghiệp đổi mới. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tiếp tục nêu cao chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy mọi nguồn lực vượt qua thách thức, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và đã đạt được những thành tựu khá toàn diện. Tưởng nhớ biết ơn công lao to lớn của đồng chí Tô Hiệu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, chúng ta nguyện noi gương đồng chí Tô Hiệu rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu suốt đời vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tôi tin tưởng rằng tại hội thảo này, các tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và đại biểu sẽ tiếp tục làm sáng tỏ các phẩm chất sáng ngời của đồng chí Tô Hiệu, đồng thời góp phần bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đổi mới và phát triển của đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Để xứng đáng với những cống hiến của đồng chí, ngày 18 tháng 2 năm 2014, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 88 về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh, xây dựng khu lưu niệm, xây dựng công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, gồm các đồng chí đã giữ những cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước từ năm 1945 về trước, có công lao to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, trong đó có đồng chí Tô Hiệu. Tại hội thảo, có 35 tham luận, trong đó có 6 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội trường. Các đại biểu, các nhà khoa học ở Trung ương và địa phương cùng thân nhân, gia đình đồng chí Tô Hiệu đã tham luận làm rõ quá trình hoạt động của đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên. Trong đó, tham luận tập trung vào các nội dung, những giá trị ghi nhận từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản, truyền thống cách mạng của quê hương Hưng Yên với sự hình thành nhân cách và lý tưởng cách mạng của đồng chí Tô Hiệu. Đồng chí Tô Hiệu với những hoạt động yêu nước và cách mạng giai đoạn 1926-1930. Đồng chí Tô Hiệu, người cán bộ dân vận tài năng của Đảng và hoạt động đóng góp của đồng chí Tô Hiệu trong việc thành lập Sứ ủy Bắc Kỳ và Liên Sứ ủy Bắc Kỳ, Bắc Trung Kỳ. Các tham luận cũng khẳng định phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng, gia đình nền nếp và yêu nước, cái nôi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, nhiệt huyết đã hình thành chí khí cách mạng của Tô Hiệu. Đó là nền tảng ban đầu hết sức quan trọng đưa đồng chí từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, hình thành ý chí đấu tranh chống áp bức bất công và trở thành người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Với phẩm chất uy tín và tài năng trong công tác tuyên truyền tổ chức, đồng chí Tô Hiệu đã chỉ đạo xây dựng và phát triển tổ chức Đảng cùng các chiến sĩ cộng sản biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cách mạng, huấn luyện đào tạo nhiều cán bộ ưu tú, chuẩn bị sẵn sàng và góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Chi bộ nhà tù Sơn La được Trung ương Đảng công nhận là chi bộ đặc biệt, phụ trách phong trào cách mạng của tỉnh Sơn La. Sự phân tích những hoạt động và công hiến to lớn của đồng chí Tô Hiệu với Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí Tô Hiệu là tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất. Đồng chí là người yêu nước nhiệt thành, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, trí tuệ kiên trung, bất khuất,
trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời ngắn ngủi nhưng hào hùng, phẩm chất cách mạng cao đẹp của đồng chí Tô Hiệu mãi mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập noi theo. Tinh thần, bản lĩnh, phẩm chất người cộng sản của đồng chí Tô Hiệu là tài sản vô giá của Đảng và cách mạng Việt Nam, có giá trị trường tồn và sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam. Hội thảo cũng tập trung luận giải và làm rõ đồng chí Tô Hiệu là người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, giàu truyền thống văn hiến và tinh thần yêu nước cách mạng, nơi sinh thành và nuôi dưỡng nhiều danh nhân Việt Nam. Đây là nơi ghi đậm dấu ấn những hoạt động yêu nước của đồng chí Tô Hiệu, nơi đồng chí đã tổ chức thành lập các đoàn thể quần chúng như hội tương tế, hội tập võ, hội bóng đá, hội bát âm, tổ đọc sách báo để tập hợp quần chúng tuyên truyền cách mạng. Trường Kiêm Bị Xuân Cầu do đồng chí đứng ra vận động, tổ chức xây dựng đã góp phần mở mang dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương. Phẩm chất, tài năng, bản lĩnh kiên cường và tinh thần lạc quan cách mạng của đồng chí đã để lại dấu ấn to lớn đối với sự phát triển của phong trào cách mạng địa phương, là nguồn động lực để Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên phấn đấu giành được những thành quả cách mạng to lớn trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương đất nước qua các thời kỳ cách mạng. Dù hoạt động ở ngoài xã hội hay bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, đồng chí luôn thể hiện tinh thần tuyệt đối trung thành và kiên trung với lý tưởng của Đảng, giữ vững khí tiết cách mạng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vượt qua mọi khó khăn gian khổ ngặt nghèo, bất chấp hiểm nguy, đồng chí luôn phấn đấu hết mình hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, cống hiến nhiều nhất, hiệu quả nhất cho Đảng, cho cách mạng. Nhân cách và lý tưởng cách mạng cao đẹp của đồng chí Tô Hiệu không phải tự nhiên mà có, được hình thành trong suốt quá trình từ tuổi ấu thơ cho đến khi tham gia và được tôi luyện trong cuộc đấu tranh cách mạng ác liệt, nhiều gian khổ hy sinh của thời kỳ cam go nhất của Đảng, những năm đầu mới được thành lập, cho đến những năm tham gia khôi phục lại xứ ủy Bắc Kỳ, đẩy mạnh phong trào cách mạng lên rất cao ở Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và các địa phương khác. Dù hoạt động ở ngoài xã hội hay bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, đồng chí luôn thể hiện tinh thần tuyệt đối trung thành và kiên trung với lý tưởng của Đảng, giữ vững khí tiết cách mạng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đồng thời, vượt qua mọi khó khăn gian khổ ngặt nghèo, bất chấp hiểm nguy, đồng chí luôn luôn phấn đấu hết sức mình, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, cống hiến nhiều nhất, hiệu quả nhất cho Đảng, cho cách mạng. Lặng lẽ như mạch nước ngầm, truyền thống của gia đình, dòng họ đã góp phần nuôi dưỡng, tạo nên nhân cách và lý tưởng cách mạng cao đẹp, trong sáng của đồng chí Tô Hiệu, một người cộng sản mẫu mực, một người mà tên tuổi đã gắn liền với di sản tinh thần Tô Hiệu được lưu giữ trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc, đã khắc sâu trong tâm khảm biết bao thế hệ người Việt Nam. Bế mạc hội thảo, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, ghi nhận những ý kiến tham gia của các nhà khoa học, góp phần từng bước làm sáng tỏ hơn những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp trên, từ đó tổ chức biên tập, chỉnh lý, bổ sung, làm tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu về đồng chí Tô Hiệu trong thời kỳ mới.